Hey, xin chào mọi người, mình là Phúc Phan TV đây. Thì hôm nay mình tiếp tục đi bắt cá tiếp nha, dân lưới bén. Hôm qua thì hôm kia thì dân được về nhà được ký mấy cá đó, nấu ngót ăn. Và bữa nay thì đi kiếm cơm tiếp nha mọi người. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ dân ra giữa sông luôn. Hôm qua dân dính mấy con cá nông thì nhiều. Đó, thì giờ mình xuống mình dân thôi, không có nhiều nữa. Tên 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 ngồi xuống nè. Chỗ này nó cái này nè, nó xéo xéo á, mình nó trơn lắm, khó đi lắm, lúc lớn vô thì khó đi lắm. Đó, không trơn lắm rồi. Phi bự bạn ơi. Ơi ơi ơi. Ơi. Này giờ mới thả giờ nửa miệng lưới mà nó chết mất tiêu rồi. Rồi xảy luôn rồi. Bà. Ôi xảy luôn rồi. Lông dịch thiệt chứ. Ơi. Sảy cá phi bự à. Tiếc thiệt. Cắt bỏ hết nửa miệng luôn. Nay mai mua miệng khác. Miệng này nay dân đỡ như đây là lắc chiều giao thông. Lấy kéo ra cắt luôn hết, bỏ hết nửa miệng luôn. Chán thiệt chứ. Đây trơn quá. Cái này nó xéo xéo quá, nó khó lên quá. Lên 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 lên. Này lạng quạng là té. Đấy chết luôn. Thôi đi về. Bữa nay chắc không dính gì rồi. Cắt nửa miếng lưới bỏ rồi nè. Nè nửa miếng lưới bỏ. Thôi đi về các bạn. Rồi, chiều gặp lại. Thì chào các bạn. Thì
nước bây giờ nó đã dòng rồi. Cái phao của mình hồi chiều hồi trưa mình văng nó bị đứt hết, nó dối quá, liện hết mắc hết nửa cuộn lưới rồi. Bây giờ còn nửa cuộn, chắc bữa nay chắc không được dính nhiều quá thôi, nhưng mà còn nửa cuộn lưới mình phải thăm luôn chứ mình bỏ nó trâu ra sông luôn. Thôi thì giờ đi thôi. Mong kìa, cá nhét kìa, hai con luôn, hai con cá nhét, vô rồi, hai con cá nhét luôn, vô, nè, mày đây nè, vô, cầm cao lên, đứt hết nửa miếng lưới mà còn dính hai cá nhét, rồi, vô địch, hai con cá nhét, yeah, chắc chắn là lâu quá nó chết luôn rồi, được. Được, hai cá nhát với con cá nâu. Chói lùi luôn rồi. Mẹ này bắt thì tháo sao. Dằn bữa nay xong chắc bỏ lưới luôn quá. Cá nữa kìa. Ừ, hai con cá nó bự. Chết rồi. Để dằn từ trưa giờ. Còn được không? Hả? Còn được. Được, mới trưa giờ mà. Dạ. Đây một con cá nâu nữa nè. À, vô. Chơi nữa cá nhát nữa kìa. Đấy. Cá nhát nữa. Vô. Rồi, có cá nhát nữa. Hèn chi nó kéo lưới đi luôn. Dính nữa nè. Còn hồn đi bậy mà. Rồi ấy. Hết rồi. Con cá này là cá gì đó? Đâu. Cá này là cá phèn. Nè, cá này cá phèn. Rồi, hết lưới rồi. Rồi, xong liền luôn. Cái này tháo thì đâu được nữa. Ra cá nhé. Rồi. Thì giờ về gỡ xong chắc lẻ cái miếng lưới này luôn quá. Dính được 3 cá nhét. Quá đã. Trời ơi. 3 con này khoảng ký á. Vô rồi. Bữa nay tưởng đâu thất bại mà nay bị đứt hết nửa con lưới mà thất bại mà tưởng đâu là thành công quá mỹ mãn luôn. Ba em cá nhét. Này khỏe hơn mấy ông con cá sướng luôn. Thì bây giờ mình tới nay là dính được 3 cá nhét, 2 con cá nâu, 1 con cá cái này là cá phèn. Thôi mình đi về mình gỡ cá luôn nha. Nói chung là văng bữa nay còn được phải chừng 50 mét lưới à, mà nó dính được như đây là cũng là ngon lắm rồi đó. Này bỏ mai mua lưới mới. Thôi giờ đi về nha các mọi người.
canh thì mắt chắc cũng có nước mới lớn á. Con nè. Còn là cá phèn nè. Thôi, đó là chính còn lại còn con cá nâu với cá phèn nè. Thì hôm nay mình giăng được như đây nè mọi người. Đây mọi người, thì đây là mấy con cá mình vừa gỡ lưới xong, mình vừa đem về nhà mình gỡ xong. Được ba con cá nâu, mấy con cá này là cá nâu nha, cá bông bông nè. Có bộ gai rất là ghê, nó chích một phát là... Hôm qua mình nhìn nó chích một phát là nhức, nhập viện luôn á. Nó nhức mà không chịu nổi luôn á. Thì được ba con cá này thì nó ngót, ăn nó rất là ngọt thịt. Con cá này thì con cá phèn. Còn ba con cá ngát này trên một khoảng 1,5 kg nha. À, thì bữa nay mình giăng thì cái miếng lưới mình nó bị đứt hết một nửa. Thì còn lại nhiêu đây, nói chung là cũng còn lại có nửa lưới à. Còn lại 50m, 100m mà đứt hết 50m. Còn lại 50m mà giăng được nhiêu đây thì cũng ok rồi. Ba con cá ngát này, con này chắc trên nửa ký. Ba con là khoảng 1,5 kg đó. Thì bữa nay là nói chung là vừa mắc lưới nhưng mà cũng còn là ba con cá. Ba con cá này cũng quề vốn chứ không tưởng đâu là lỗ vốn mắt trắng này chứ. Thì miếng lưới mình đã tháo xong rồi nè, để đây ngày mai mình dâng tiếp thôi. Bye bye mọi người nha.